Tôi vào chỗ đỗ xe ngay ở đây này. Được rồi, nhưng mà hôm nay mai tôi sẽ ấy biển cấm từ hôm nay. Tôi chỉ vào ngay chỗ kia tôi gửi xe mai. Mai tôi sẽ đi vòng đường kia. Mới cấm ngày hôm nay cái là áp dụng ngay. Kỳ cục. Thế ngày hôm nay đầu tiên thì anh cho người ta đi đi. Tôi không thể vòng được đường kia để vào chỗ đậu xe. Bây giờ tôi đi vòng đường kia xong lại quay trở lại cái đường kia. Kỳ cục, vừa cấm một phát là dùng ngay. Hôm qua vẫn đi được ngon lành. Kỳ cục. Đặc biệt. Phải cấm 1-2 ngày gì nữa. Lùi vào đâu em? Em không có chỗ để đâu, đây này, lùi vào đây này. Yeah. Thôi, không lái nữa, lái bánh lên. Thôi được rồi. Chưa. Được rồi.